là nhờ cái giọng hát của anh Sơn, anh Sơn, thank you anh. Kính thưa quý vị, bài đọc bài hát chúng tôi trân trọng đến quý vị của người đấu tranh trong nước. Thưa quý vị, Việt Nam tuổi đầu và tiếng hát của anh Hoàng Vinh. Một lần nữa Hoàng Vinh chia sẻ với quý vị, mong rằng mọi chúng ta bữa cơm tối thật ngon phải không ạ? Để ủng hộ cái tinh thần đấu tranh của anh Việt Khang, những người đồng bào Việt Nam, người đến chơi tuổi đầu và ai cũng biết Việt Nam tuổi đầu. Dạ, xin mời. Oh.
của Hoàng Vân và Duy Cường. Và xin nói nhỏ quý vị, nó là em của Hoàng Mộng Thu.